Xin mời lên sân khấu em Đỗ Quốc Đạt, học sinh lớp 6.1, đạt học bổng 3.320.000 đồng. Mời em Đỗ Thị Bạch Kim, lớp 6.1, đạt học bổng 3.320.000 đồng. Em Nguyễn Thanh Phương, lớp 6.1, đạt học bổng 3.320.000 đồng. Em Nguyễn Huỳnh Thảo Thi Thảo Thiên, lớp 6.1, đạt học bổng 3.320.000 đồng. Em Nguyễn Thủy Ngân, lớp 6.2, đạt học bổng 9.960.000 đồng. Mời em Võ Ngọc Anh Thư, lớp 6.2, đạt học bổng 9.960.000 đồng. Em Hồ Hoàng Sơn, lớp 6.2, đạt học bổng 6.640.000 đồng. Mời em Trần Thu Thủy, lớp 6.2, đạt học bổng 3.320.000 đồng. Em Nguyễn Tường Huy, lớp 6.2, đạt học bổng 3.320.000 đồng. Mời em Lưu Quyển Quân, lớp 6.3, đạt học bổng 9.960.000 đồng. Em Nguyễn Ngọc Mai Trinh, lớp 6.3, đạt học bổng 9.960.000 đồng. Mời em Nguyễn Trung Dũng, lớp 6.3, đạt học bổng 6.640.000 đồng. Em Lê Như Tường Vi, lớp 6.3, đạt học bổng 3.320.000 đồng. Em Trần Gia Huy, 6.3, đạt học bổng 3.320.000 đồng. Em Nguyễn Huy Long, lớp 6.3, đạt học bổng 3.320.000 đồng. Em Nguyễn Trần Sơn Trà, lớp 6.3, đạt học bổng 3.320.000 đồng. Em Nguyễn Hồ Hồng Yến, lớp 6.3, đạt học bổng 3.320.000 đồng. Mời em Hoàng Ngô Bình An, lớp 6.4, đạt học bổng 6.640.000 đồng. Em Trần Tùng Dương, lớp 6.4, đạt học bổng 6.640.000 đồng. Em Trần Thị Diễm Quỳnh, lớp 6.4, đạt học bổng 6.640.000 đồng. Em Nguyễn Hà Minh, lớp 6.4, đạt học bổng 3.320.000 đồng. Em Nguyễn Hữu Việt, lớp 6.4, đạt học bổng 3.320.000 đồng. Và em Lê Ngọc Khánh Vi, lớp 6.4, đạt học bổng 3.320.000 đồng. Và xin được trân trọng kính mời cô Trần Xuân Mai, hiệu trưởng nhà trường, sẽ lên trao học bổng các em. Xin mời cô.